Đây là cái rổ bò viên. Rất là ngon nè các bạn. Dài lắm. Các bạn muốn biết dai hay không á, các bạn cho cái này, cái bò viên này các bạn thả xuống nè. Nó tưng, cái độ tưng của nó này. Mà các bạn biết là nó dai rồi ha. Thả xuống nó tưng. Này, các bạn có thể nấu ra một cái tô súp bò viên hoặc là các bạn nấu phở bò viên cũng rất là tuyệt vời. Nào, cùng vào bếp với Trinh làm cái món bò viên này ra nha. Rất là dễ các bạn ơi. Xin chào các bạn, trở lại kênh nấu ăn của Trinh. Hôm nay Trinh sẽ chia sẻ các bạn một cách làm bò viên nữa ha. Cách làm bò viên rất là đơn giản, Trinh chỉ dùng cái máy xay thịt đó. Lúc trước Trinh có hướng dẫn Trinh dùng cái máy quết, hôm nay Trinh chỉ dùng cái máy xay thôi. Các bạn cái cách xay sao mà các bạn không không có bị cháy máy mà nó không bị vướng thịt vào trong máy nữa, rất là dễ dàng thôi các bạn ha. Cách làm cũng rất là đơn giản. Ở đây Kinh có thịt xay sẵn, các bạn nên lựa 93% là thịt đó các bạn, chỉ 7% là mỡ, mỡ càng ít càng tốt các bạn ha. Thành gia vị còn có bột bắp, nước mắm. Ở đây Trinh có một vài tép tỏi với lại một củ hành tím, hành hương. Cái này đường, cái này baking soda và bột nêm. Bây giờ Trinh sẽ bắt đầu làm. Ở đây Trinh có một thao thịt nha các bạn, 1.2 là xin cho là một thao đi ha, tại nó cứ hơn một thao có chút xíu à. Xin sẽ mở ra và xin cho thịt vào cái túi ni lông. Và xin sẽ ướp gia vị vô trong này ha. Tỏi Trinh đã đập dập, hành Trinh cắt lát, Trinh cho vào đây ha. Trinh sẽ cho hơn 2 thaypô bột bắp. Cái này là một ha. Trinh sẽ cho 1 thaypô đường, 1 muỗng bột nêm và 1 thaypô nước mắm. Mắm ngon các bạn sẽ trộn lên, các bạn nhồi ha. Khi nhồi đều xong các bạn dàn ra, các bạn dàn mỏng ra ha. Dàn thịt mỏng ra để mình bỏ vào ngăn đá để cho nó đông xốp lại các bạn, rồi mình sẽ bỏ vào máy mình xay. Các bạn để vào tủ đá khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Khi thịt đã đông dẻo dẻo như thế này nè các bạn, không có đông đá cứng ha, mà nó còn dẻo. Trinh sẽ chia một nửa thịt này vào cái máy xay của Trinh và Trinh sẽ nhấp nha các bạn. Các bạn chỉ bấm nhấp thôi. Các bạn bấm nhấp. Bấm nhấp, các bạn bấm nhấp khoảng 30 lần. Sau 30 lần nhấp thì cục
thịt của Trinh nó đã bón ra thành cục như thế này. Trinh sẽ vớt cái thịt này ra ha, và Trinh cho một nửa kế tiếp vào. Các bạn làm vậy thì cái máy của các bạn á, nó không có bị cháy. Mình sẽ lấy cái thịt này ra. Và Trinh sẽ cho tiếp một nửa thịt này vào đây, và Trinh cũng nhấp 30 lần ha. Khi lần hai Trinh xay thì nó cũng bón cục như thế này. Bây giờ Trinh sẽ bỏ cái đợt đầu vào đây hết ha. Và trước khi Trinh xay tiếp, Trinh sẽ pha hỗn hợp baking soda. Trinh dùng 3/4, cái này là 1/4, 2/4, 3/4 baking soda và nước đá lạnh. Nước đá lạnh ngắt như thế này nha các bạn. Trinh sẽ dùng 4 tablespoon. Khuấy kỹ lên, bạn nhớ khuấy kỹ ha. Và Trinh sẽ bấm nút on, Trinh cho cái nước vào từ từ. Sau 30 giây các bạn vét. Để mình xay cho nó đều á các bạn. Rồi các bạn sẽ xay tiếp 30 giây. Và lại xay thêm 30 giây. Và các bạn lại vét một lần nữa. Khi nào các bạn thấy mà thịt nó mịn là được ha các bạn ha. Các bạn làm cỡ 3 đến 4 lần là thịt nó đã mịn rồi đó các bạn. Trong lúc này á, các bạn xay, các bạn xay đã được 3 lần nữa thì các bạn vứt một cái miếng này ra nè. Các bạn nấu vào trong cái nước sôi một chút, các bạn xem là cái thịt nó đã vừa chưa ha. Như vậy là xong rồi các bạn. Sau 4 lần xay Kim thấy thịt nó dẻo kẹo à ha. Trong lúc này các bạn muốn bỏ tiêu vô thì các bạn bỏ tiêu vào và các bạn bấm xay vài vòng là được ha. Bây giờ mình xay lâu rồi đó, thịt nó cũng đã nguội. Bây giờ Trinh sẽ đậy cái cối này và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Rồi Trinh sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh cỡ nửa tiếng để cho thịt nó lạnh lại. Sau khi để vào ngăn mát được nửa tiếng rồi, nó lạnh rồi nè các bạn. Giờ Trinh sẽ dùng một cái miếng ni lông ha, miếng plastic wrap đó các bạn. Kim sẽ cho thịt vào, một ít thịt vào đây. Kim cuộn nó lại. Để một chút mình bắt cái bò viên á cho nó dễ. Các bạn làm vậy thì các bạn
bắt bò viên nó dễ hơn, nó dai dễ sợ luôn á. Chim thì hay làm những cái cách này. Các bạn nắm kéo kéo ra ha. Nè, cho nó dài dài ra như thế này. Đây. Rồi các bạn cứ thế làm cho hết cái phần thịt. Làm cây nào các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh cây đó nha. Tại thịt mình luôn giữ lạnh. Các bạn mà để thịt nó nguội rồi thì nó không còn dai nữa. Các bạn bắt nồi nước cho chinh. Khi nước sôi tim, chinh cho vào đây một chút xíu muối ha. Khoảng 1/3 muỗng muối. Bình thường chinh sẽ bắt bò viên này vào trong nồi luôn, nhưng mà nếu mà quay ngay cái bếp luôn á, chinh bắt thì các bạn sẽ không thấy rõ, nên chinh sẽ bắt cái ngay cái đĩa này ha. Cái đĩa này chinh cho một chút xíu nước ngay đây nè. Bây giờ các bạn cắt cái đầu ni lông này đi, rồi chinh sẽ nắm nè. Các bạn nắm vừa cái bò viên cỡ nào đó thì các bạn nắm như vậy nè, các bạn tuốt nó ra ha. Ha. Nắm vặn vậy nè, vặn cái kéo ra thì nó ra cái bò viên như thế này. Các bạn để vào trong cái đĩa ha. Rồi các bạn làm tiếp, nắm cho cái bò viên mình muốn lớn nhỏ tùy ý, kéo ra đây. Rồi chinh sẽ cắt cái khúc này đi, rồi mình lại kéo tiếp. Các bạn nên để cái găng tay nhúng vào cái nước cho nó hơi ướt chút xíu, cho nó không có dính cái viên bò của mình á. Nè, chinh sẽ đó, kéo ra thì nó sẽ ra tròn như thế này. Giờ chinh sẽ làm cho hết cái viên này ha. Bây giờ chinh sẽ cho vào nồi nước. Tại mình làm ở nhà nên viên to viên nhỏ thì không sao các bạn ha. Các bạn cho viên bò vào cái nước sôi tim như thế này, đừng có cho vào nước sôi nha các bạn. Và các bạn cứ để như vậy cho đến khi nào mà mấy cái viên này nè nó nổi lên, mà nó chỉ sôi nhẹ nhẹ thôi các bạn. Để mà sôi mạnh quá thì cái viên bò của mình nó sẽ nở bung bể ra, nó không còn tròn nữa. Các bạn nhớ luôn để nước sôi tim thôi nha các bạn. Nè các bạn thấy nè, luôn để nước sôi tim để cho cái bò viên nó chín từ từ. Sau khi chinh nấu ở cái lửa sôi tim như cái nồi nước sôi tim như thế này thì được 5 phút nha. Khi tự kể từ khi mà chinh bỏ mấy cái bò viên này vào này đến khi nó bắt đầu nổi lên hết thì các bạn tính cái phút hay là 5 phút thì chinh vớt ra bỏ vào cái thau nước đá lạnh. Nước đá thiệt là lạnh các bạn ha. Chinh sẽ vớt ra. Các bạn thấy nó nở không? Nhưng mà rất là dai lắm các bạn. Chinh sẽ ngâm vào đây đến khi mà cái thịt nó nguội hẳn luôn ha. Ngâm vào cái thau nước đá lạnh đến khi mà cái thịt nó lạnh ngắt luôn là được. Các bạn vớt ra. Và đây là rổ bò viên của chinh đã xong. Viên bò viên trắng này ha, dai lắm. Các bạn thả xuống mà nó tưng á là nó dai lắm.
Thấy nó tưng nè. Cái độ tưng của nó là các bạn biết nó dai rồi. Chinh sẽ cắt thử ha. Rất là dai. Mà cái cách của Chinh cũng dễ làm nữa. Các bạn không có sợ bị cháy máy hay là thịt quấn vô cái máy á các bạn. Các bạn có thể nấu với lại, các bạn làm một chén bò viên như thế này cũng ngon. Nếu các bạn thấy video của Chinh hữu ích thì hãy đăng ký và like cho Chinh nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.